trai đời vợ luôn. Đây là cơ hội cho em giải thích vì sao. Thật ra giải thích thì em cũng không biết giải thích cái gì vấn đề cả. Nhưng mà cái là đôi khi em cũng không cần phải nói ra cái điều này chi. Em chỉ biết hiện tại là em đang độc thân là được rồi. Tuy nhiên là em vẫn muốn chia sẻ cho cái người phụ nữ mà mình đang tìm hiểu biết được cái bí mật này của mình. Anh có thể kể cho em biết là cái lý do mà hai người vợ trước của anh ra đi không? Đối với là người vợ đầu tiên thì là do thì có thể là do mình còn trẻ quá, mình chưa có đủ chín chắn để mà mình nhận định được là cái yêu nó phải như thế nào để mà mình đi đến cái hôn nhân. Cho nên là sau khi mà cưới nhau rồi thì có chung sống với nhau thì cảm thấy là cái tình yêu nó chưa đủ lớn, cho nên là chọn ra đi. Thì đó cũng là một trong những cái mà anh luôn cảm thấy áy náy đối với là người vợ đầu tiên của mình. Còn đối với là người vợ thứ hai thì anh đang trong cái giai đoạn là cái tuổi từ 25 cho tới khoảng 30 ba mấy tuổi này là một trong những cái giai đoạn rất là khó khăn của người đàn ông. Giai đoạn để mà mình gây dựng được cái sự nghiệp của mình để cho cái tương lai về sau. Và bản thân của anh cũng có trách nhiệm với lại con gái của anh ở người vợ đầu tiên. Cho nên là cái gánh nặng nó tương đối là cũng khá nhiều, cho nên là anh tập trung rất là nhiều vào trong cái công việc. Cho nên là anh không giỏi về cái việc làm chồng, anh không giỏi về cái chia sẻ. Có những cái nói là chuyện buồn á, lúc nào về những đi áp lực đồ công việc đồ này nọ về xong cái là cứ không muốn chia sẻ ra. Tại mình cứ nghĩ một điều là có gì vui thì cứ chia sẻ cho vợ mình, còn những cái gì mình buồn á thì mình lại chia sẻ để làm gì. Nhưng mà thật ra sau này thì anh mới nhận ra một điều là cái đó là anh sai. Chị, nếu như mà anh có thêm một người vợ thứ ba, nếu là em nha, em muốn sống thử trước khi cưới, anh ok không? Quá mừng ấy chứ. Quá mừng ấy chứ. Quá mừng thiệt chứ, mừng chứ. Không. Không, tại vì em ví dụ như là kết hôn với nhau đi thì phải suy nghĩ, mình phải tìm hiểu nhau rõ ràng trước rồi mới cưới nhau. Cái cưới đối với em nó thiêng liêng lắm, chứ không phải là cưới rồi bỏ. Phải thử trước, ok rồi mới tới. Ừ. Vậy mình thử khi nào em? What? Mệt quá. Thôi bây giờ thế này. Ê, câu tôi chốt được Hà Long. Người ta bảo là đàn ông sau một lần ly dị thì như một viên kim cương, nhưng lần thứ hai rồi thì rõ ràng nó hay bị đặt dấu hỏi rất lớn. Vậy thì em sẽ nói gì đây để cho những người thân ở kia kìa yên tâm? Thật ra bây giờ tất nhiên là anh ấy sẽ tìm được những cái câu nói hay. Thì vì thứ nhất là anh ấy trưởng thành, thứ hai là anh có văn hóa, cho nên là anh sẽ tìm được những câu nói hay. Nhưng mà nếu tôi là bố hay mẹ, tôi không tin những câu ấy đâu. Bởi vì hai đời thì nó nặng quá, phải nói thật lòng như thế. Trước khi em thuyết phục ba, mẹ, chị, vợ nha. Thì anh muốn hỏi ý em là em có ngại về điều này không? Không, em không ngại. Ok, vậy thì cái phần còn lại thì anh không lo rồi. Anh nghĩ là anh là một người rất là khéo léo trong cái việc cư xử. Thậm chí là hai người mẹ vợ của anh cho tới bây giờ anh vẫn duy trì được cái mối quan hệ rất là tốt. Qua hai cái mối tình á, mỗi một mối tình đều có một cái để mà mình phải rút kinh nghiệm ra hết. Con người mà không ai hoàn hảo hết. Anh có thể giỏi về nấu nướng, anh có thể giỏi về những cái này cái kia, nhưng có những cái anh sẽ phải học hoài. Và quan trọng hơn hết là anh có muốn học hay không. Và nếu anh có cơ hội đến với lại em thì anh sẽ trải nghiệm cùng em, giống như là em nói là sống thử. Và em sẽ phải cảm nhận được là những gì mà anh nói ngày hôm nay, liệu anh có thay đổi được hay không. Thì lúc đó chúng ta sẽ cho nhau một cái kết quả cuối cùng.